Thực ra đây là cũng là một cái điều mà vừa gần đây Linh gặp lại chị Dung. Thì chị Dung cũng nói là bây giờ mà Linh mới đi thi thì chắc là ok hơn ngày xưa rất là nhiều. Vì bây giờ Linh cũng rất là khác, Linh của năm 19 tuổi. Ấy thế không có nghĩa là sự khoát ta phải thật xa. Một tình chưa thể nào chấm dứt, không thể như thế. Một ngày đó với anh không còn buồn nữa đâu. Bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu. Rồi men man thức giấc chỉ là chiếc bao vôi. Ngồi mặc chiếc áo bước mau nhưng tìm em chốn nào. Bước trong anh mình trước mắt toàn là bóng đen. Dòng về vẫn đang xen một mình tôi vơ vơ. Lạc lối giữa bao con người mình đâu. Trăm đau ngàn đau nhưng sao vẫn cứ tham lam mơ về
the drama. I am the drama. Em đã xa anh vào trong một chiều mưa bay, mang những yêu thương và du câu ca với mây, quên hết đi bao ngày, còn đọng lại trong nơi đi. Anh biết những chân thành sẽ không dành cho anh, phía cuối nơi chân trời giữa con đường ta đi. Anh lau hết nước mắt, còn đọng lại trên đôi mi, thì thầm bên tai lời nói thằng bạn câu ca.
là dứt khoát ta phải cách xa, cuộc tình chưa thể nào chấm dứt, không thể như thế. Một ngày đó với anh không còn buồn nữa đâu, bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu, rồi miên man thức giấc chỉ là chiếc bao thôi, vội mặc chiếc áo bước mau nhưng tìm em chỗ nào, bước trong anh trước mắt toàn là bóng đen, dòng về vẫn đang xen một mình tôi vơ vơ lạc lối giữa bao con người mình đâu. Anh nào có thấu thân em dừa dòng khi lòng còn đang chiếu bao ưu phí, thương thế ra đàn em nhỏ ngây thơ, thanh xuân dành cho ai phần em ai thương hay, con nước giữa dòng tình chỉ bên đục trong nỗi lòng ai thành một người lấy đêm thâu, nước mắt đứng chừng lệ quẻ mi rưng rưng, thanh xuân giờ riêng em chẳng dám đem cho